Viễn thông, Bưu điện tỉnh Lai Châu đã nâng được mật độ điện thoại từ 0,45 máy trên 100 dân vào năm 97 lên tới. Là tỉnh thuần nông, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Có người yêu người có mà này, không có ảnh hay là dấu à, dấu cậu đấy hả? Năm qua với sự hỗ trợ của năm 1999, công ty Minh Yên phấn đấu thực hiện dây số 65, phát triển thêm hàng nội địa, mở rộng sản xuất, thu hút nhiều lao động tại địa phương. Năm 1998 từ 30 phút đến 1 tiếng và có đoạn còn dò dỉ tới 50%. Còn bây giờ nước theo các con kênh này tới nơi cần tưới chỉ mất 15. Nhà anh có hai cái xe à? Hơn mọi năm. Chính vì vậy, ngoài việc chỉ đạo tích nước sớm ở các hồ đập từ tháng 8 năm 98, tỉnh Thái Nguyên coi việc sử dụng nước tiết kiệm, chống thất thoát rò rỉ mất nước ở các công trình thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong việc kia rồi. Đặc biệt là việc thực hiện nghiêm túc quyết định của tỉnh không để tháo nước đánh mất cá, thay bình nước chảy kéo dài 3 năm rưỡi, làm thiệt mạng khoảng 1,7 triệu người. Chủ tịch Campuchia Siêu Tiên đã nói, ngày hôm nay các hãng tin nước ngoài cho hay tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Demirel hiện đang phải tìm một ứng cử viên thứ ba đứng ra thành lập một chính phủ mới để có thể chấm dứt tình trạng mất ổn định về chính trị kéo dài một tháng rưỡi nay ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi ông Yalim Erez, một nghị sĩ độc lập, được tổng thống đề nghị đứng ra thành lập chính phủ. Xin chào quý vị và các bạn, theo dõi biên tập viên chúng tôi điểm lại tình hình châu Phi năm 1998. Theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế, mức tăng trưởng kinh tế châu Phi trong vài năm gần đây đã vượt mức tăng dân số, đạt tới khoảng 6%, đứng thứ hai thế giới chỉ sau châu Á, đặt sự cạnh tranh của các cường quốc kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, dư luận trong vòng năm Clinton này thể hiện việc chính phủ Mỹ không chỉ muốn tìm lại châu Phi như họ mô tả, mà còn nói lên một sự chuyển hướng quan trọng trong chính sách đi vào thị trường châu Phi đầy tiềm năng của các quốc gia châu Phi.